Canh tác trên cánh đồng này đã nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi có hồ Đồng Tiện đến nay, chưa năm nào ông Trương Văn Hồng ở thôn Châu Lâm, xã Bình Trị thấy khó khăn về nước tưới nhiều năm nay. Để có nước tưới, ông và người dân ở đây đã nhiều lần nạo vét các tuyến kênh để dẫn nước về tưới cho cánh đồng, với mong muốn có đủ nước tưới cho vụ đông xuân, còn vụ hè thu thì không hy vọng nhiều. Hiện nay, trời sẽ hào hóng, thì dân vẫn tiết kiệm nước, và sẽ là nghĩ rằng là trên cái đông xuân, được cái đông xuân, cái hè thu không thể là tùy theo trời nó thuận lợi thì đó là hè thu, mà nếu không thì sản xuất cái hè thời cái đông xuân cho tốt. Để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất, thời gian qua, chi nhánh thủy lợi Thăng Bình đã triển khai sửa chữa những tuyến kênh bị hư hỏng, phát dọn và nạo vét thông thoáng các tuyến kênh mương để đảm bảo cấp nước nhanh nhất đến mặt ruộng. Ngoài ra, chi nhánh còn cân đối nguồn nước, các hồ chứa và lập giới hạn mực nước tối thiểu cuối tháng để có kế hoạch tưới phù hợp, hạn chế tối đa thất thoát nước tưới. Riêng những hồ có khả năng thiếu nước thì tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện tưới nước tiết kiệm theo phương pháp ước khô xen kẽ, tưới luân phiên, phấn đấu giảm từ 15 đến 20% mức nước mỗi đợt ngay từ đầu vụ sản xuất. Đợt này sẽ thực hiện các biện pháp tưới là tưới luân phiên, có nghĩa là có những cái cây này ta tưới đủ sao ta chuyển qua những cây khác. Cho nên là cái thời gian tưới đến nước đến trong mặt ruộng nó có hơi chậm hơn trước đây, nhưng nó vẫn đảm bảo được cho bà con sản xuất. Đó là một cái giải pháp. Cái thứ hai, về phía địa phương, về những người dùng nước, chi nhánh cũng khuyến cáo rằng nên có những đơn vị thủy nông nội đồng, có những người thường xuyên đi dẫn nước vào ruộng, để những đấm ruộng ở khu vực cô chúng ta nên lấy nước một khi chi nhánh tưới. Tránh trường hợp những đấm ruộng ở gần chúng ta đã tưới đủ rồi, ở xa chỉ còn một hai đám mà buộc chi nhánh phải thô nước tưới thì nó rất là phí. Cùng với việc tiết kiệm nước tưới, ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình đã có chủ trương vận động người dân chuyển đổi sang trồng những cây trồng cạn nhằm tránh thiệt hại do khô hạn. Qua đó, dần giúp người dân chủ động được sản xuất trước tình trạng khô hạn như hiện nay.